Gia đình là nơi chúc bạn may mắn lần sau nha. Lần sau con thi được nữa là một may mắn. Bố là người thầy cho con những bài học, mẹ luôn ở phía sau nâng đỡ cho con yên bình. Anh, chị em khăng khít gắn bó bên nhau. Và ông bà vững chãi như những bóng cây cao che chở. Gia đình là tiếng cười. Những cái ôm. Hay giọt nước mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Thưởng thức tháng 9, tháng đoàn viên cùng VTC8 View TV, nguồn cảm hứng cho gia đình trẻ.